Chào các bạn, video này chúng ta sẽ nói về cách chúng ta chuyển đổi từ phân số sang phần trăm. Khi chúng ta chuyển đổi về phân số sang phần trăm thì chúng ta có những cách sau. Ví dụ chúng ta có phân số là 2 phần 5. Với phân số 2 phần 5 mà chúng ta muốn chuyển về 100 thì chúng ta sẽ là tìm cách là chuyển mẫu số này về 100 bằng cách là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 20 thì chúng ta sẽ thu được mẫu là 100. Nhân cả tử và mẫu của phân số với 20. Như vậy khi đó chúng ta sẽ thu được kết quả tương ứng là 2 nhân 20, chúng ta thu được là 40. Mẫu lúc này là 2 nhân 50, à 5 nhân 20 thì ta bằng 100. Như vậy ta sẽ có là 40 phần 100. Và ta sẽ viết 40 ở đây, tương ứng. Kết quả chúng ta thu được sẽ là 40%. Chúng ta lưu ý. Như vậy, 2 phần 5. 2 phần 5 là phân số ban đầu. Sẽ tương ứng bằng với 40%. Ta xem xét một ví dụ khác. Bây giờ chúng ta có phân số là 7 phần 10. Với phân số 7 phần 10, ta cũng làm tương tự. Ta sẽ tìm cách làm cho mẫu số chuyển thành 100. Tức là ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 10. Thì lúc này chúng ta sẽ thu được kết quả của phân số mới tương ứng sẽ là 7 nhân 10. Ta thu được bằng 70. 10 nhân 10 bằng 100. Vậy khi đó chúng ta sẽ viết phân số này. 7 phần 10 sẽ tương ứng là 70%. Chúng ta chú ý ký hiệu phần trăm. Ta xem xét một ví dụ khác. Ví dụ 4 phần 25. Chúng ta nên dừng video và có thể thử với phân số này. Với phân số 4 phần 25 thì chúng ta sẽ thực hiện nhân để làm cho mẫu thành 100. Như vậy ta sẽ nhân với 4. Lúc này ta sẽ thu được một phân số mới. Tương ứng sẽ bằng 4 nhân 4. Như vậy tử số bằng 16 và mẫu số lúc này sẽ là 100. Và ta sẽ viết phân số này thành 16%. Hay nói cách khác là phân số 4 phần 25 sẽ bằng 16%. Ta làm một cái ví dụ khác. Ta có phân số 3 phần 4. Bạn hãy thử làm với phân số này. Với phân số 3 phần 4 thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu. Để mẫu trở thành 100 thì ta sẽ nhân với 25. Vậy khi đó chúng ta sẽ thu được một phân số mới. Với tử tương ứng sẽ bằng. Ta lấy 3 nhân 5, ta được bằng 15. 3 nhân 2 bằng 6. Nhớ 1 là bằng 7. Và mẫu bằng 100. Như vậy ta thu được lúc này 75%. Lưu ý ở đây chúng ta đã thay thế toàn bộ mẫu 100 thành ký hiệu mới 100. Chúng ta đã thay mẫu thành ký hiệu phần trăm. Như vậy để chuyển một phân số sang phần trăm thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách biến đổi mẫu số thành 100 để chúng ta thu được phần trăm. Tuy nhiên, không phải phân số nào chúng ta cũng có thể chuyển đổi dễ dàng về 100. Vậy khi đó chúng ta phải làm thế nào? Ví dụ chúng ta xét với phân số sau 3 phần 8.
Thì với phân số 3 phần 8, để chuyển về phần trăm thì chúng ta có thể làm như sau. Ta sẽ lấy 3 chia cho 8. Và ta chuyển 3 phần 8 về số thập phân. 3 nhỏ hơn 8, vì vậy 3 không thể chia hết cho 8. Lúc này ta sẽ thêm phẩy, thêm số 0 vào đằng sau dấu phẩy để ta coi 3 này là số 30. Khi chúng ta thêm số 0 đằng sau dấu phẩy thì lúc này ở phần thương ta cũng thêm 0 và viết dấu phẩy. Lúc này ta coi 3 chính là 30 chia cho 8. Vậy 30 chia 8 thì chúng ta sẽ thu được kết quả tương ứng lúc này sẽ bằng 3. 3 nhân 8 bằng 24. Như vậy ta sẽ viết tương ứng là 24. Ta thực hiện phép toán trừ để tìm phần dư. 0 nhỏ hơn 4, như vậy ta mượn 1 là 10. 3 mượn 1 còn 2. 10 trừ đi 4 ta còn 6. Như vậy ta thu được 6 nhỏ hơn 8, vậy ta sẽ tiếp tục thêm 0 vào đằng sau số 3 để chúng ta hạ 0. Vậy lúc này ta coi 0,6 giống như 60, ta đem chia cho 8. Thêm đem chia cho 8, chúng ta thu được 7. 7 x 8 bằng 56. Và lúc này chúng ta lại thực hiện lấy 60 trừ 56, ta sẽ thu được bằng 4. Tiếp tục ta lại thêm 0 vào đằng sau 3 và ta hạ 0. Lưu ý khi chúng ta thực hiện thêm các số 0 vào đằng sau dấu phẩy thì số ban đầu vẫn là 3 không đổi. Lúc này ta hiểu là ta lấy 40 chia cho 8. Như vậy ta sẽ thu được bằng 5. 5 x 8 bằng 40. Và lúc này chúng ta thấy phép chia của chúng ta có số dư là bằng 0. Vậy chúng ta thu được số thập phân tương ứng với phân số 3 phần 8 là 0,375. Với số thập phân này, để chúng ta chuyển sang phần trăm thì chúng ta sẽ nhân với 100 và chúng ta chia cho 100. Hay nói một cách khác là chúng ta hiểu là số ban đầu, số thập phân là 0,375, chúng ta hiểu thành 0,375 chia 1. Như vậy ta sẽ nhân vào tử là 100 và nhân vào mẫu là 100. Để chúng ta đưa mẫu về 100. Như vậy lúc này ta sẽ thu được kết quả của phân số sẽ là 0,375 mà nhân với 100. Như vậy chúng ta sẽ nùi dấu phẩy sang bên phải hai chữ số, ta sẽ thu được là 37,5. Và mẫu lúc này chúng ta thu được là 100. Vậy phân số 3 phần 8 sẽ được đưa về 37,5%. Ta xem xét một ví dụ khác, ví dụ 4 phần 7. Với phân số 4 phần 7 thì chúng ta thấy ta cũng thực hiện phép chia 4 cho 7. Lúc này 4 nhỏ hơn 7, vì vậy ta sẽ không thể chia được. Ta lại tiếp tục thêm dấu phẩy vào đằng sau 4 và chúng ta điền số 0. Sau khi điền phẩy và điền số 0 đằng sau số 4 thì phần thương ta cũng điền 0 và điền dấu phẩy. Lúc này ta hiểu 4 chính là 40 chia cho 7. Như vậy 40 chia cho 7 chúng ta thu được bằng 5. 5 x 7 bằng 35. Ta lấy 40 trừ 35. Như vậy kết quả ta thu được bằng 5. Để thực hiện chia tiếp, ta lại thêm 0 vào đằng sau 4 và ta hạ 0. Ta coi là 50 chia cho 7. 50 chia cho 7 chúng ta thu được 7. 7 x 7 bằng 49. Như vậy ta lấy 50 trừ 49 thì ta sẽ thu được kết quả bằng 1. Để thực hiện chia tiếp, ta lại thêm 0 vào đằng sau 4 và ta hạ 0. Và lúc này chúng ta sẽ thu được 10 chia cho 7. 10 chia cho 7
thì chúng ta sẽ được 1. 1 nhân 7, như vậy chúng ta thu được 7. Chúng ta lại lấy 10 trừ đi 7, thì lúc này chúng ta sẽ thu được bằng 3. Ta lại tiếp tục thêm 0 vào đằng sau 4, và ta hạ 0. Lúc này ta coi như 30 chia cho 7, thì chúng ta sẽ được 4. 4 nhân 7 bằng 28. Như vậy, chúng ta thực hiện phép ấn trừ và ta được kết quả là 2. Đến đây thì chúng ta có thể lấy giá trị 4 phần 7 tương ứng với xấp xỉ là 0,5714. Như vậy, ta thu được giá trị ở đây, xấp xỉ là 0,5714. Và để chuyển về phần trăm, ta lại tiếp tục coi 0,5714 chính là 0,5714 chia cho 1. Và chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 100. Thì chúng ta sẽ đưa mẫu về 100. Lúc này tử số chúng ta nhân số thập phân với 100. Cho nên chúng ta sẽ lùi dấu phẩy về hai chữ số sang bên phải hai chữ số. Tức là chúng ta sẽ lùi dấu phẩy đằng sau số 7. Hay nói khác là ta thu được kết quả là 57,14 chia 100. Hay nói cách khác là chúng ta thu được 4 phần 7 sẽ bằng với 57,14%. Ta xem xét một trường hợp khác. Nếu trường hợp của chúng ta là một hỗn số, ví dụ chúng ta có hỗn số 5 1/6. Với hỗn số 5 1/6 thì chúng ta có thể viết 5 1/6 bằng là 5 + 1/6. Như vậy lúc này ta chỉ cần chuyển 1/6 về số thập phân. Ở đây 1/6 muốn chuyển về số thập phân, ta lại lấy 1 chia 6. Lấy 1 chia 6 thì 1 nhỏ hơn 6, như vậy chúng ta lại không thể chia được. Cho nên chúng ta sẽ điền dấu phẩy vào đằng sau số 1 và thêm 0. Lúc này ta coi như 10 chia cho 6 và phần thương ta cũng điền 0 và điền dấu phẩy. 10 chia cho 6 chúng ta thu được bằng 1. Như vậy ta thu được và ta thực hiện phép toán trừ. Lúc này ta được 4. 10 trừ 6 bằng 4. Để thực hiện chia tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục thêm 0 vào đằng sau dấu phẩy. Như vậy ta sẽ được 0. Tương ứng chúng ta sẽ hạ 0. Lúc này ta có 40 chia cho 6 thì chúng ta sẽ sử dụng bằng 6. 6 nhân 6 bằng 36. Chúng ta thực hiện phép toán trừ. Ta lại thu được kết quả bằng 4. Tiếp theo ta lại thêm 0 và ta hạ 0. Vậy lúc này ta tương ứng với giá trị tương tự như 40 chia 6, như vậy ta lại được 6. 6 nhân 6 bằng 36. Như vậy ta lại tiếp tục bằng 4. Lúc này chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục chia tiếp thì ta sẽ tiếp liên tiếp thu được giá trị đằng sau. Số thập phân ở đây sẽ là 6. Vậy thì ta hiểu bằng lúc này 1/6 sẽ là 0,1666, tức là 6 là giá trị được lặp lại mãi mãi. Cho nên ta có thể viết thành 5 cộng với 0,16 gạch ngang trên đầu để chúng ta hiểu số 6 được lặp lại mãi mãi. Và trong trường hợp này chúng ta có thể lấy xấp xỉ tương ứng sẽ là 5 cộng 0,167. 5 cộng với 0,167 thì chúng ta sẽ lấy 5 cộng với phần nguyên là 0, phần thập phân là 167 chúng ta giữ nguyên. Vậy kết quả lúc này chúng ta thu được là 5,167.
Bây giờ chúng ta chuyển số thập phân này về phân số, về phần trăm, thì chúng ta sẽ tiếp tục 5 chuyển 5,167 này về thành 5,167 chia 1. Sau đó chúng ta thực hiện nhân vào tử là 100 và nhân vào mẫu là 100. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thu được tử tương ứng sẽ là, ta lại tiếp tục nùi dấu phẩy về hai chữ số sang bên phải khi chúng ta thực hiện nhân số thập phân với 100. Như vậy ta sẽ thu được bằng 516,7. Nhắc lại, khi chúng ta nhân số thập phân với 100, chúng ta sẽ nùi dấu phẩy sang bên phải số thập phân, hai chữ số. Và mẫu lúc này là 1 nhân 100 thì chúng ta được 100. Và ta đã chuyển phân số về mẫu là 100. Vậy ta sẽ thu được kết quả tương ứng ở đây. 5 1 phần 6 sẽ tương ứng là 516,7%. Và đây là những gì mà trong video này chúng ta sẽ biết được cách để chúng ta chuyển đổi từ một phân số hoặc một hỗn số về phần trăm.